Rồi tới công chuyện. Bởi vì anh em mình sợ đó mà cuối cùng cũng bị. Dạ Tùng xin chào quý ông bà cô bác, quý anh chị và các bạn. Cảm ơn cả nhà trở lại kênh 66 TV. Hiện tại Tùng đang ở trên xuồng lưới của anh Nghĩa cả nhà ơi. Hello chào cả nhà. Bây giờ khoảng 2 giờ rưỡi rạng sáng rồi. Anh em mình đang canh nước để bủa lưới 4 phân và bắt cá sét. Anh Nghĩa còn tỉnh lắm. Còn Tùng nãy giờ hơi đuối à. Khuya giờ quá. Đợi tới giờ này vậy cả nhà. Nhưng mà mình phải canh con nước ngon mình mới bủa được. Đây là tay lưới của anh Nghĩa. Anh em mình chuẩn bị sẵn sàng rồi. Chút xíu nữa anh em mình bủa Tùng quay tiếp. Bây giờ mình ngã lưng đi. Ngã lưng chờ chút xíu nữa đi. Rồi, người ta cuốn nước cuốn đâu, người ta về hết trơn. Và bây giờ mình mới có thẳng lưới ra trời. Tùng ghiệu dữ lắm rồi. Tính ngã lưng mà thấy anh Nghĩa mình chuẩn bị bủa lưới rồi cả nhà. Chuẩn bị đèn nè, phao. Tùng ơi. Dạ hả? Có kìa không? Có lý, có lý. Anh đen không kìa. Anh Nghĩa nó thấy cá nó lên kìa nè. Ủa vậy là cuối cùng lưới là lưới phao hay là lưới neo? Lưới giăng bè đó. Đem ra thả luôn. Rồi không biết lưới gì luôn. Em bây giờ em nhìn em không biết lưới gì. Này nó lai. Lai. Ở gì? Tùng nói chung là cũng không có gành lưới nhưng mà đi theo mấy anh em thì cũng biết sơ sơ đó nha. Nhưng mà nhìn tay lưới này của anh Nghĩa thì mình thật sự mình không biết anh Nghĩa đang đóng tay lưới này với cái trường phái nào. bay giờ muốn làm môn nào làm à? Tay lưới này đa nó đa năng rồi. Dạ. Đó,
nó ụt lên đó, chết chết đó. Bữa nay nó ụt ít hơn hả mà. Dạ, bữa hổm nó nhiều điều chứ. Kiểu đó như nay là chết. Rồi, hết lưới rồi cả nhà ơi. Cái này mình mau cứu không nha? Mau lắm. Một cứu. Được rồi. Lưới này mình bổ xong rồi cả nhà ơi. Chút xíu nữa anh em mình cuốn Tùng quay tiếp cho cả nhà xem nha. Đầu mới chụp chớp nên cái mắt tiêu nè. Đó. Đó, có cá rồi. Gửi vô thao ha anh. Dạ. Bây giờ từ lúc bủa xong mà khoảng tầm xây xích 15 phút rồi cả nhà. Ra sát rồi đó. Hai con. Rồi xong. Vô đầu mỏ nữa đó đi, ủi nữa. Vô nó bị gì nè? Hả? Vô nó bị gì? Để dính. À nó nhiều ha. À, nó dính vô vô đầu mỏ, đầu vô vàng lưới. À mình sợ nó tấp vô đó ha. Ừ, tấp vô. Cái cá sát khâu ha, gạt ghi ha. Đầu mỏ nằm đâu cũng hết thấy luôn. Ít hơn qua. Hôm qua vừa kéo lên lại trắng lưới à. Nhiều không? Cũng đỡ lên nha. Ồ, đó ơi. Giữ nữa, giữ rồi. Giữ rồi. Giữ làm sao? À, coi đầu mỏ đâu tấp quá. Quá đã cả nhà ơi. Cho nó xuống một chút nữa đi. Cho nó xuống một chút nó đi ruộng luôn quá. Dạ. Yeah. 15 phút không càng tốn công nhiều. Lưới cá sát này nếu mà như bữa chúng anh có thể bán được bao nhiêu tiền nha? Bữa nay bán chắc cỡ cỡ 6 triệu hôm qua. Vậy là cũng giờ này hôm qua rồi anh dính rồi về sáng bữa nay anh bán phải không? Hôm qua bán rồi gốc à.
hôm qua gỡ tới sáng luôn đó. Wow. Nè, tới sáng bán luôn. Rồi. Tình hình này dữ lắm rồi. Dính gốc rồi. Yeah. Ruộng. Rồi ruộng nuôi ruộng về luôn cả nhà ơi. Quá dữ rồi. Cá bự bự không ha? Dạ. Hôm qua còn bự nữa. Ôi đều còn nữa kìa. Quá đã rồi. Wow. Trời ơi, học trò nó cũng đeo bám anh Nghĩa mình hoài ha. Ai hỏng buồn. Quá chừng rồi. Trời ơi, mới lên lưới gỡ được có mấy con à. Xong rồi anh Nghĩa nó dướng gốc rồi. Ruộng luôn, nhưng mà cũng phải thôi, giờ dính quá chừng rồi, giờ gỡ cũng không kịp. Cũng đâu có kịp nữa. Rồi. Ruộng luôn phải à. Đã. Quá chừng rồi. Điêu ta lứ hết nè. Thôi rồi Nghĩa ơi. Quá rồi Nghĩa ơi. Càng ra xa dính càng nhiều. Ôi ôi. Bởi vì Tùng theo xuồng của anh Nghĩa để quay chia sẻ cả nhà. Những bữa trước thì cũng hy vọng là dính nhiều mà mình cuối cùng thì cũng có ngày này rồi cả nhà ơi. Mặc dù là chưa trúng nhất ha. Chưa. Anh Nghĩa nói qua xe gì đúng không ạ? Có hôm qua lại dính nhiều nhất từ hôm đó nay. Trời ơi. Trời ơi, chỗ nào nó nắm. Không có chỗ nắm luôn rồi. Học trò. Mê học trò phải xúc kìa hả? Lụm luôn. Canh đốt nước là một giác một ruộng nhà luôn. Dạ. Quá rồi. Gặp em không biết đường nắm đâu. Chưa cảnh mà lá dầm dít lên nữa kìa. ra khỏi mỏ à. Wow. Rồi cái này về bắt đầu gỡ tới sáng hả? Chắc tới sáng nữa rồi. Rồi về có ai gỡ phụ anh không? Không. Có mình với vợ. Mà ấy cũng hên xui nữa. Bữa nào con ngủ mê thì còn tiếp được. Dạ. Bữa nào nó thức quậy rồi làm mình nữa. Dạ. Ra khỏi mỏ rồi gỡ khúc cho bớt. Dạ.
Sợ nãy là nó tấp vô mỏ nên nó hư lưới mình cái nha. Giờ này mình gụn qua khúc đó là đỡ rồi. Đây chúng ta lưới hết trơn. Còn lình phình với nước à? Nổi lưới lên. Mình còn trái phao đó thôi anh nha. Phao đỏ. Không mà tính ra bữa nay cũng còn hên. Tại thường thường là Mạnh Nghĩa vừa trúng cá xong cái đầu hôm sau đi với anh Nghĩa là không có trúng. Bữa nay cũng đỡ. Mặc dù không bằng hôm qua nhưng mà nhưng gì cũng gọi là trúng cá. Trắng lưới đi, đỏ thiệt. Rồi, tới công chuyện. Dướng rồi hả? Ủa đâu ra ra tới đây vậy trời? Mới gị cái tẹt liền đó. Hồi nãy ruộng luôn được rồi. Tính đâu lại qua mỏ luôn rồi. Bởi vì anh em mình sợ đó mà cuối cùng cũng bị. Hết biết không? Chủ quan. Trời ơi. Rồi xong gặp nạn nữa. Đang gỡ cá mà lưới nó ghi cái tẹt tôi biết rồi. Nó đang dướng ở gốc. Trời ơi, lên. Ô, trời ơi. Trời ơi nữa. Còn gì nữa đâu. Rồi xong, ruộng về nhà luôn. Ruộng đi anh ơi. Cá bự không à? Dạ. Chỗ này tốt cá. Có một cây lưới đó mãi còn dính cái này mãi như người ta thả 3-4 cây nó dính cái gỡ xỉu luôn. Hên tay lưới còn nguyên. Hết lưới à? Hết lưới rồi. Mắc tiêu. Mắc tiêu cục. Ơi cục gạch. Dạ. Ở gì? Tùng nói rồi. Cũng phải đeo anh Nghĩa, đi thế nào cũng phải có bữa trúng, quay cả nhà xem xe gì như nè. Nhưng mà mình hy vọng mấy bữa sau anh em mình sẽ có một bữa là kẹo tay lưới lấy cây dầm vít lên luôn cho cả nhà xem. Cái này nước bắt đầu có cá nhiều rồi cả nhà nên Tùng rất là hy vọng đỡ rồi. Nói chung là cũng có mấy con mình gỡ rồi, còn như là nằm trong tay lưới hết trơn rồi. Giờ thì anh Nghĩa chạy về nhà bắt đầu gỡ tới sáng cái đem ra điểm bán cá có cây me để bán cho bà con mình ăn. Ừ, không uống công anh em mình thức khuya cả nhà ơi. Nên cũng đỡ. Ruộng lưới luôn rồi về nhà gỡ được gỡ luôn tới sáng cả nhà ơi. Dạ. Được rồi. Hy vọng hôm sau Tùng sẽ hứa hẹn với anh em Tùng hứa hẹn với cả nhà sẽ cố gắng có một cái clip trúng hơn clip này nữa nha. Bữa nay vậy là hoành tráng lắm rồi. Lâu lắm rồi mới được cái cảnh này.
đi với anh Nghĩa cũng rất là nhiều clip rồi, nhưng mà bữa nay là trúng nhất rồi. Vậy rồi xem video cả nhà có yêu mến anh em mình thì cả nhà cho Tùng một nút like và một đăng ký để ủng hộ tinh thần anh em mình nha. Còn bây giờ thì anh Nghĩa về, Tùng cũng về, rồi anh Nghĩa sẽ gỡ rồi đem về chợ bán sau. Thì Tùng kết thúc video đây. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video hôm nay nha. Tùng và anh Nghĩa hẹn gặp lại cả nhà mình vào những video tiếp theo. Chào cả nhà.